Chào mọi người nha. Thì không biết là mọi người tuần vừa qua có một cái tuần đạt được thành công hay không. Thì Giao Giao nhận được rất là nhiều tin nhắn cũng như là rất là nhiều cái đề nghị là ôi mình thu tiếp đi, lâu quá không có nhận được đạt nào hết, mọi người chờ mong nhiều quá. Thì Giao Giao cũng xin lỗi là vừa qua thì thời điểm hiện tại đó, ban biên tập rất là bận rộn trong cái việc mà là ráo riết chuẩn bị cho cái sự hoàn thành xuất bản và in ấn cho cái quyển một của bộ tiểu thuyết Trường Tắc Thiên Liên Hoa đó. Cũng như là Giao Giao thì cũng có một số việc riêng rất là bận. Vừa qua thì mình mới xin được một cái trích đoạn rất là hay, và cũng có một cơ duyên là một người anh mà trong của ngành điện ảnh đó thì cũng có giúp cho gia đình Trần Tắc Hứa Liên Hoa nhà mình nó viết một cái đoạn script nhỏ nhỏ dành cho kịch nói, và nó hơi kiểu hơi dramatic hơn chút xíu, viết lại cái trích đoạn mình được xin đó. Thì mình cũng rất là háo hức chờ các cái bạn cùng hợp tác ở trong phòng thu của bên nhà mình á, và cùng hợp tác với Giao Giao để mà thực hiện cái clip này. Thì mọi người có thắc mắc là khi mà Hạ Kỳ sau khi mà đạt được cái cảnh giới địa tiên á, thì chàng bước vào cái thế giới này để mà tìm cái tiếp sau của thường như thế nào, làm sao mà chàng tìm được ha, rồi nó như thế nào. Thì cũng có rất là nhiều cái email gửi hỏi về cái vấn đề đó, thì nhân đây thì mình cũng xin phép là được gửi luôn cái đoạn đó đến cho mọi người trong một cái phong thái được viết script lại. Việc script lại nó hơi khác với cái nguyên tác chút xíu, khi mà sau này mọi người nhận được cái bản in đó thì mọi người sẽ thấy là nó là cái cách là gọi là văn viết nó sẽ khác. Thế nhưng mà mình nghĩ ra đây cũng là một cái phong thái rất là tốt cho những cái thể loại audiobook và radio truyện đó. Mình nghĩ là nó sẽ giống như một cái thể loại của kịch nói trên radio nhiều hơn. Thì hy vọng là đây là một cái phong vị mới mà mọi người sẽ thưởng thức và yêu thích hơn. Cho nên hôm nay là mọi người trong ban biên tập nó là Giao Giao thôi, để cho cái hình ảnh Giao Giao nó lớn lên chút, thì thôi Giao Giao đồng cũng là chia cho mọi người. Thì bình thường Giao Giao cũng muốn là đánh mạnh cái tên tác phẩm hơn, và mình chỉ là cái người gọi là ngồi đây và kể lại cho mọi người những cái đoạn của câu chuyện thôi. Thành ra Giao Giao cũng để cho cái khung ảnh của mình bé lại chút xíu, nhưng mà không sao hết, theo mình chia theo ý kiến mọi người thôi à. Mình sẽ để cho khung ảnh lớn hơn và để cho nó phù hợp với cái drama clip tiếp theo ha. Mọi người cùng chờ đợi với mình ha. Tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài khu vườn yên tĩnh trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô Sài Gòn. Hàng Mai trằn trọc nhớ đến những gì nàng vừa được nhìn thấy trong lần vừa hồi tiền kiếp vừa hồi nãy. Mồ hôi nàng vẫn chảy ra ướm lạnh sống lưng, và nàng vẫn đang nức nở khóc như muốn ngất liệm đi trong vòng tay người kia. Tại sao chàng không cho nàng biết quá khứ hãi hùng và con đường tu tiên, như muốn lột xác rồi lột luôn cả nhân phẩm người ta kia. Thượng đế nào phải vô tình như vậy. Không, nàng không muốn tin. Nàng nức nở nói, Hạ Kỳ, anh còn giấu em chịu đựng được bao nhiêu thứ nữa hả? Sao anh không nói? Hạ Kỳ trầm ngâm, càng kỳ chặt lấy người con gái trong lòng, rồi nói bằng giọng trầm thấp, khàn khàn, từng tiếng như in thẳng vào trong tâm khảm của nàng. Ta cảm thấy đáng giá, ta không ủy khuất gì cả. Từng giây từng phút này, ta đã đợi được qua tất cả, đã lại có được nàng trọn vẹn. Nàng đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng. Rồi kiếp người cuối cùng này sẽ trôi qua thôi. Chúng ta là của nhau vĩnh viễn rồi, tình yêu của ta. Sau 2 tháng,
gần như tất cả những người bị bắt tới đây đều đã khuất phục. Từng người bị bán tới nơi khác. Phòng giam lại đón thêm những người mới bị bắt về. Chỉ còn Hạ Kỳ là vẫn như cũ. Mỗi ngày, chúng đều đặn mang roi da ngâm nước muối đến tra tấn. Hạ Kỳ vẫn nghiến răng chịu đựng, không rên một tiếng. Hôm ấy, tên ác bá đích thân cầm roi da hươu bước vào. Sau nửa canh giờ tra tấn, trên mặt hắn đã phủ một lớp mồ hôi, mà người bị đánh là Hạ Kỳ vẫn không nhăn mặt lấy một lần. Hắn vứt roi da cho người hầu, cầm khăn lau mồ hôi, miệng lẩm bẩm chửi: "Mẹ kiếp, tên này cũng cứng đầu thật. Tiếc cho nhan sắc giường này mà lại bị câm. Trên giường mà không kêu lên tiếng nào thì còn gì là vui thú nữa." "Các người chuẩn bị dụng cụ, lão tử đích thân điều giao hắn. Cứ đánh bại thế này, hắn mà chết thì ông đây lố to mất." Đám người hầu dạ vâng, rồi lục tục theo hắn rời khỏi nhà giam. Một tuần sau đó, chúng không tiếp tục tra tấn Hạ Kỳ nữa, mà ngược lại còn cho chàng ăn uống đầy đủ, thêm thuốc thang cho chàng mau chóng bình phục. Hạ Kỳ không cần dùng thuốc, chàng vốn đã bước vào cảnh giới địa tiên. Các vết thương nhục thể tự hồi phục rất nhanh, mà khi đã lành, làn da lại trắng muốt như cũ, không hề có sẹo. Chỉ có dấu lạc phiến kia đóng sâu vào da thịt, phải mất vài năm mới lành lại được. Một ngày nọ, khi cơ thể Hạ Kỳ đã tương đối bình phục, chúng bóp miệng ép chàng uống một ít thuốc, rồi dẫn ra khỏi nhà giam. Hạ Kỳ khẽ cau mày, chàng biết đây là xuân dược, loại thuốc này không có tác dụng gì với chàng. Nhưng một khi đã bị bắt uống thứ thuốc này, điều sẽ đến tiếp theo là gì thì không cần nói, hẳn ai cũng đoán ra. Hạ Kỳ cố gắng vùng vẫy, nhưng bị bốn tên nùng bộc vạm vỡ đè lại. Chúng trói chàng bằng xích, cưỡng ép lùi đi. Hạ Kỳ nghiến răng, đường gân trên trán gồ lên, đường tơ máu vằn lên trong mắt, tới mức tưởng như có thể thiêu chết lũ người kia. Chàng vận lực kéo mạnh dây xích trên tay, khiến hai tên ngã dúi đùi vào nhau. Tiếng kêu đau chi chóe của chúng vang lên. "Ây, ây da, đau đâu? Ây da, đau kìa. Nè, 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 mày tránh ra. Muốn để chết tao hả? Ây da, bỏ cái chân túi của mày ra khỏi mặt tao coi." Bốn tên nô bộc không ngờ người chàng trông gầy yếu mà khí lực lại lớn như vậy. Chúng nhìn nhau ra hiệu rồi dứt khoát đánh ngất chàng. Bàn tay một tên vừa chém xuống gáy, Hạ Kỳ cảm thấy một cơn đau buốt lên óc, rồi lập tức rơi vào hôn mê. Khi Hạ Kỳ tỉnh lại, chàng đang nằm trên một chiếc giường lớn, tứ chi bị xích cột chặt vào bốn cột giường. Những cột giường này đều đẽo từ đại thụ trăm năm, vững chắc hơn cả cột đồng. Trên người chàng chỉ còn tiết khố và khoác hờ một chiếc áo mỏng như cánh ve, hoàn toàn không có tác dụng che đậy gì. Tôi kinh hãi nhìn cảnh trong phòng, khắp phòng la liệt những dụng cụ, chỉ nhìn thôi đã thấy đỏ mặt. Mẹ kiếp, chúng đây là muốn. Thấy tôi hùng hổ, xắn tay áo xông tới, Kỳ Ca vội vàng: "Chàng buông em ra, chàng điên rồi, đến nước này còn tu với tập cái gì nữa? Mau đánh què chân tụi nó, đám khốn kiếp. Chàng tránh ra một bên cho em, để em chém chết cái thằng khốn nạn kia. Dám đụng tới chồng ba, tụi mày gặp phải ba là tới số rồi." Kỳ Ca xoay người tôi lại, chàng hơi cúi người, nhìn sâu vào mắt tôi. "Ta đã dặn nàng dù xảy ra chuyện gì thì đó cũng là chuyện đã qua, là con đường ta phải đi, là cái giá ta phải trả." Cơn phẫn nộ khiến bản thân tôi run lên bần bật. Thần tiên đều phải rèn luyện đến mức trái tim trở nên sắt đá như vậy sao? Đến mức nhìn thấy bản thân bị ô uế cũng có thể bình tĩnh được như chàng. Tôi òa khóc, đẩy Hạ Kỳ ra, rồi ngồi bẹt xuống đất khóc tức tưởi. "Chàng là thần, chàng chịu được. Em thì không phải. Em là người, là vợ chàng đó. Chàng là người của em, kẻ khác không được phép làm như vậy với chàng. Em không cho phép, em không chịu. Thằng nào dám đụng tới chồng bà giết." Một ý cười thoáng qua khóe mắt. Kỳ Ca kéo tôi đứng dậy, ôm vào lòng, rồi vỗ vỗ đầu tôi, nói: "Ta sẽ không sao, đừng sợ." Tôi vẫn không chịu nổi. Tôi không muốn nhìn, ngàn vạn lần không muốn nhìn. Tôi giấu mặt vào ngực Kỳ Ca, chỉ dám hé mắt nhìn về phía Hạ Kỳ kia đang nằm xích lạ trên giường. Lúc này Hạ Kỳ như con thú cùng đường, chàng ra sức kéo dây xích muốn giật đứt chúng. Nhưng thể xác này dù sao vẫn là của phàm nhân, dù khí lực có lớn cỡ nào cũng chẳng thể giật đứt sợi xích to hơn cả của tay người trưởng thành kia.
đôi mắt chàng đỏ ngầu, gần như bật ra máu. Kẹt, sau tiếng mở cửa, tên ấp bá từ bên ngoài bước vào. Hắn nhìn Hà Kỳ hau háu, không giấu nổi vẻ thèm khát. Hắn xoa xoa bàn tay, liếm mép nói: "Được lắm, không ngờ nhìn ngươi yếu lã mà khí lực không tồi nha. Tốt lắm, để xem hôm nay bốn đại gia ta có thu phục được ngươi không." Vừa nói, hắn vừa cởi dần y phục tiến về phía giường. Nhìn thấy hắn càng lúc càng đến gần, sự tức giận trong lòng Hà Kỳ dần như nhận chủ cho sự sợ hãi. Gần 400 năm sống trên đời, lẽ nào hôm nay chàng phải bó tay chịu sự ô nhục này hay sao? Trước khi chàng đi, chân nhân có nói sẽ luôn có quý nhân bảo hộ chàng. Liệu quý nhân ấy có kịp thời xuất hiện không? Bàn tay thô thiển của tên ác bá vừa chạm vào đầu ngón chân chàng, một cơn ấn lành chạy dọc xuống lưng chàng. Hà Kỳ nhắm mắt, chàng cầu mong thiên đế, chân nhân, ai cũng được, hãy nghe thấy lời kêu cứu của chàng. Trầm, một tên nô bộc từ ngoài bay vào, cánh cửa gỗ vỡ tan từng mảnh. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn cũng nhấc chân bước vào phòng. Người vừa đến phủi phủi mảnh gỗ vương trên vai áo, đôi mày cau lại, tỏ vẻ chán ghét. Húc, là Húc Nhi đang cứu chàng rồi. Tôi reo liền rồi thở phào. Tôi lấy tay áo, quệt đi vết nước mắt trên mặt. Hà Kỳ nằm trên giường, lúc này cũng như người chết sống lại. Có điều mặt chàng hơi đỏ. Để Nhi tự nhìn thấy cảnh này cũng thật không hay. Tên ác bá kia lại bực bội không để đâu cho hết. Sơn hào hải vị đã dâng đến miệng, còn bị người khác hắt đổ chén. Hắn gầm lên: Kẻ nào dám to gan phá hỏng hết chuyện tốt của lão tử? Ông người đâu? Không để hắn gào hét, Húc giơ chân đạp vào giường hắn, khiến cơ thể ụp ịch của hắn bay liền đập vào tường rồi mới rơi xuống. Từ đầu đến cuối, Húc chỉ dùng chân cũng khiến cả viện gà bay chó chạy. Tên ác bá được chăm sóc đặc biệt nhất. May cho hắn, Húc cũng là người tu đạo, không được phép sát sinh. Nhưng khi Húc dừng chân, thì hắn cũng đã không còn hình dạng của con người nữa rồi. Xương tứ chi đều gãy, mặt mũi ngũ quan tán loạn, máu chảy đầm đìa. Lúc này, Húc mới đi tới giường. Hắn vung tay một cái, xích sắt trói tay chân Hà Kỳ đều đứt gãy. Hà Kỳ đã khí cùng lực kiệt, nằm trên giường nhắm mắt thở dốc. Húc vừa lầm bầm vừa vơ lấy tấm chăn quấn chặt người chàng lại. Hắn còn mày nói: Cha cũng thật là, sao lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh này? Ấy da, vẫn là để Nhi tử đưa người đến chỗ nương thôi. Dứt lời, hắn ôm vị phụ thân của mình lên, sải chân bước ra khỏi viện. Trong lòng Húc cảm thấy thật chua xót. Cha hắn, một chiến thần sắc phạt bốn phương, một đế vương năm xưa hy sinh hạnh phúc bản thân, mở đầu cho thời kỳ thái bình thịnh thế bao lâu nay. Vậy mà giờ đây, trên tay hắn, người phụ hoàng vẫn tuấn mỹ phiêu giật kia lại nhẹ và gầy đến thế này. Hắn đã từng trách cha, khiến cho nương hắn chết trong đau đớn tủi nhục, rồi lại đau khổ lê lất, tưởng như bất tận. Nhưng giờ, hắn không sao trách được cha mình nữa. Như bất chợt nghĩ đến điều gì đó, Hà Húc ngước mặt lên trời, nghiến răng trèo trẹo. Hà Kỳ không hiểu tại sao Húc lại để chàng ở chỗ này. Đây là vách tường gần cổng của một căn nhà đất. Phía bên trong vẫn ra tiếng lợn kêu ụt ịt từ giờ mờ sáng. Húc cũng không nói nhiều, chỉ dặn chàng chờ ở đây, không được đi đâu. Tên nhị tử này có phải cũng đang muốn chỉnh chàng không? Hắn không buồn cho chàng mặc quần áo, cứ thế quấn trong chăn mà phát tới chỗ này. Cho đến khi Hà Kỳ nhìn thấy nàng mở cửa bước ra, chàng đã hiểu vì sao. Sáng sớm, như mọi ngày, Hà Hoa sẽ ra ngoài đi một vòng rồi mới về giúp cha mổ lợn. Nàng thích nhất là ngắm cảnh vào lúc tờ mờ sáng, khi vạn vật vẫn đang ngửi chìm trong màn đêm. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài khoảng nửa canh giờ. Sau đó một tiếng gà nhà ai đó cất lên, ông mặt trời sẽ mọc, mọi người sẽ tỉnh dậy. Nàng sẽ phải giúp cha mổ lợn, rồi theo cha mang ra chợ bán. Nhưng hôm nay, vừa mới ra khỏi cửa, nàng đã nhìn thấy một bọc lớn. Hà Hoa lại gần. Ồ, thì ra là một nam nhân quấn trong một tấm chăn. Nam nhân này rất đẹp, nước da trắng như men sứ cao cấp ở tiệm của lão Liễu, mái tóc trắng óng ả như sợi bạc ở tiệm thêu của Hứa phu nhân. Nam nhân ấy nhìn nàng bằng đôi mắt ẩn ẩn nước. Chàng ấy khóc sao? Trông nàng đáng sợ lắm sao? Hà Hoa ngồi xổm xuống trước mặt chàng, ngón tay chọc chọc vào người chàng.
tay kia chống cằm, nghiêng đầu hỏi: "Nè nè, người khóc cái gì vậy? Sợ ta hả?" Hạ Kỳ lắc đầu. "Vậy người có thích ta không?" Hạ Kỳ gật đầu. "Được đó nha, ta cũng thích ngươi nha. Ngươi là nam tử đẹp nhất mà ta từng gặp đó." Hạ Kỳ cười, nụ cười rạng rỡ nhất sau hơn 300 năm tu đạo. Nụ cười này khiến Hạ Hoa lóa mắt. Nàng vội lấy tay che mắt lại, nói: "Ý, nè nè, ngươi đừng có cười như vậy nha, chói mù mắt tao rồi nha. Tim ta đập nhanh nữa nè, tại ngươi đó." Nụ cười của Hạ Kỳ càng rạng rỡ hơn nữa. Hạ Hoa khẽ hé mắt, nàng dứt khoát che miệng chàng lại, bế bổng chàng lên rồi quả quyết nói: "Chàng đẹp quá nha, ta muốn cưới chàng." "Ý quên, muốn gả cho chàng nha." Dứt lời, Hạ Hoa bế Hạ Kỳ đi thẳng vào nhà. Nhớ về ký ức vừa hồi vừa rồi, Hàng Mai thương xót và suy nghĩ trong lòng. Nàng không cần là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng lẻ loi và cô đơn nữa, tiến về phía trước, bước đi, và không cần phải đi bộ mình nữa. Nàng đã có chàng bên cạnh, nhưng không chàng. Những đau đớn đã phải trải qua, chàng chia sẻ với ai đây? Mọi người thấy trích đoạn như thế nào? Giao Giao thì rất là cảm động luôn á. Mình cũng không bao giờ mình nghĩ là một cuộc tình mà sao nó lại trải qua nhiều biến cố như vậy. Thực ra nếu mà tác giả viết một cách gọi là kết thúc có hậu thì chắc không còn gì để nói. Chắc chắn là kết thúc là sẽ có hậu đó. Cái đó là Giao Giao cũng xin bật mí cho mọi người như vậy. Nhưng mà Hạ Kỳ và Thường Hy cũng trải qua rất là nhiều cái biến cố để mà có thể đến với nhau trong một cái cuộc tình kéo dài cả hơn 3.000 năm á, qua rất là nhiều thời điểm và ở trong rất là nhiều tình cảnh khác nhau, cho nên là dòng văn nó sẽ theo đó và nó biến chuyển rất là nhiều thể loại. Thì mình cũng bật mí mọi người như vậy, quyển 2 thì nó sẽ hơi nhiều cái xu hướng phiêu lưu hơn. Thì các bạn thích chuyện tâm linh, phiêu lưu, kỳ bí đó, linh dị huyền bí thì quyển 2 là rất là phù hợp với mọi người luôn. Tuy nhiên quyển 1 thì nó sẽ thiên về ngôn tình và nó sẽ là cái căn nguyên của câu chuyện, của tất cả những cái sự việc diễn ra sau đó ở những kiếp sau này và ngay cả kiếp hiện tại luôn đó mọi người. Thì hy vọng trích đoạn vừa rồi đem đến cho mọi người một cái thời gian thật là phong phú với cảm xúc cùng với người thân, người yêu bên mình ha. Thì nếu như trích đoạn này kịp thời lên vào cuối tuần thì mình cũng chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ và ấm áp gia đình. Còn nếu như được up vào trong tuần đó thì cũng chúc mọi người một tuần mới thực năng lượng ha, và có thêm thật nhiều sự may mắn trong cuộc sống. Chào mọi người nhé, hẹn mọi người đi tiếp theo nhé. 夜何明对曾一起走过的日子现在先向我投降如何用心情一样共你知一生一世的过去你一点一滴在一起痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你